Mỹ Donald Trump có chửi thề hay nói bậy không? Ông có nói chữ F ở trong miệng mà, nhưng mà bây giờ ông không nói ra. Nhưng mà bây giờ báo chí nó chụp cái hình và nó quay cái video lúc mà cái miệng ông ấy, cái môi ấy. Những chuyên viên thẩm định là về ngôn ngữ họ có thể nhìn cái môi mình mấp máy, họ biết là mình nói cái chữ gì. Và ông nói cái chữ shit hole. Shit. Shit hole. À, tức là mình nói là cái là lỗ đít thì còn gì nữa, nó thẳng luôn đó. Thì ông nói, ông không phải nói tất cả những người tị nạn, mà ông chỉ ám chỉ cái dân Phi Châu và cái dân Haiti. Nhưng mà ông nói là cái bây giờ ông cũng bị mắc quay về cái chỗ đó, ông bảo ông không có nói. Đấy. Thế nhưng mà qua cái các cơ quan truyền thông thì nói là ông nói. Nhưng mà cái chuyện rất là hay. Ngày hôm qua nữ tài tử chuyên môn đóng phim sex, tức là nó gọi là porn star, cô Stormy Daniels thành thật khai báo với lại tổng biên tập của tờ báo, nó gọi là tờ báo Slate. Select Tờ báo Slate này là nó có chuyên môn khai thác những cái chuyện mà gọi là những cái xì can đằng. Đấy. Những cái chuyện thì ông Jacob Wisberg và cô Stephanie Clifford ở trong tạp chí State đã tung cái bản tin. Cô Stormy đã nói với họ rằng cô đã có quan hệ tình dục với lại ông Donald Trump từ lâu rồi, từ năm 2006, trong một cái buổi mà đánh golf năm 2006 ở Nevada, cô gặp ông Trump và đã có quan hệ tình dục từ đó cho tới năm 2016. Mà lúc đó đó là ông Trump vừa mới lấy bà đệ nhất phu nhân là bà Lê, Melania này, mới được có hơn 1 năm, chưa được 2 năm. Đấy. Và cô đã được trả 130.000, luật sư của ông Trump trả 130.000 để không nói cái chuyện này ra. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện này đó nó cũng chẳng có ảnh hưởng. Các bác để nghĩ sao, nhưng mà đối với tôi đó thì ông đã từng có những chuyện của ông Bill Clinton rồi, cũng chẳng đi tới đâu. Thì tại sao lại bây giờ nó lại ra cái vụ cái vấn đề này? Ăn bánh trả tiền. Mà ở Nevada là cái tiểu bang duy nhất ở nước Mỹ được quyền hành nghề mại dâm công khai, mà được quyền mua dâm công khai luôn nữa. Nevada. Nevada. Bắc lên cái chỗ mà trên đó nó gọi là trên Las Vegas, nó có cách lấy bắt ra Las Vegas khoảng 200 Mai. dặm, tức là khoảng chừng hơn 300 cây số, 360. Nó có những cái nó gọi là chicken ranch, tức là cái trại gà. Đấy. Mà mình thường thường mình hay nói ám chỉ mấy cái cô gái mái dâm là gà chọi đấy. Thì đó nó gọi là chicken ranch, Mỹ nó cũng gọi là chicken chicken. Thì cái chuyện này nó có ảnh hưởng gì không? Nhưng bên ông Trump thì bảo không có. Bên luật sư ông Trump thì không nói gì hết, nhưng mà luật sư ông Trump không nói. Đồng thời song song với lại cái vụ này có thêm hai cái vụ. Một cái vụ là FBI nhúng tay vào trong cái cuộc bầu cử của ông Trump và bà Hillary, chứ không phải là người Nga. điệp viên của người Nga. Và thêm một cái chuyện nữa là một cựu CIA đã tiết lộ với lại một tờ báo của Anh là CIA nhúng tay vào cái cuộc bầu cử này chứ không phải là người Nga. Mà CIA chúng ta biết rằng cơ quan sịa này đó là họ lo về vấn đề đối ngoại, mà tại sao họ nhúng vào tay vào trong cái vấn đề này? Thì như vậy họ có liên hệ với lại bên Nga không? Thì các bác có ý kiến gì về những cái ba cái nguồn tin mà lớn như này có liên quan tới ông Trump? Cái dịch mà bây giờ mà tố cáo người này mà Tố sách, tố sách. người này mà vi phạm chuyện này, người này mà cái gì đó thì nó là cái dịch lớn rồi. Dạ. Và cái dịch này thì tôi thấy nó buồn cười, nó là cái chuyện bình thường. Tôi sờ lên gáy thì tôi thấy ông nào cũng không ông nào thoát khỏi à. Đó.
thành ra tôi mới thấy rằng cái nước Mỹ nó là bọn đạo đức giả, không ạ, bọn đạo đức giả mà thôi. À, thành ra mình mới bây giờ có hai cái suy nghĩ là cái bệnh dịch này đó, tôi hơi ngạc nhiên là đáng nhẽ cái bệnh dịch này nó cũng phải lan sang cộng đồng người Việt, phải không ạ? Không biết là trong các cái đài phát thanh hay là truyền thông gì không, cái dịch này đó bây giờ cũng phải là tố cáo trưởng đài ấy, phó trưởng đài ấy, có là cái gì cái vâng à, đó, à, thành ra đó cho nó vui vẻ, phải không ạ? Nó vui vẻ ăn Tết cho nó vui, chứ còn thì ai mà định bây giờ mà lại còn cứ làm chuyện đạo đức. Thành ra tôi thấy ông Bill Clinton, thành ra ông ấy nói chuyện rằng thì là tôi yêu nước, là tôi hiến một nửa cái phần trên của tôi cho đất nước thôi, còn từ cặp quần của tôi ở dưới thì đó là chuyện của tôi. Không ạ? Tôi thấy rằng ông ấy, và ông ấy được thoát nạn là ông ấy chỉ trong một cái definition, trong một cái định nghĩa. Yeah. À, rằng thì là intercox, tôi không có đụng tới người đàn bà này, phải không ạ? Yeah. À, thì ông nói rằng thì là tôi không có nói dối, bởi vì rằng tôi không có intercox, không có thụt ra thụt vào, phải không ạ? À, tôi chỉ bắt thổi kèn thôi, chứ bây giờ nó vui như vậy, chính trường nó vui như vậy mà bây giờ cứ phải vén mồm vào. Nhìn về Việt Nam mới lại gì nói chuyện rằng thì là trai gái gì đó thì nói về mấy cái ông mà cái cộng đồng này đó, bảo nói bây giờ đến nỗi mà nghĩa là người ta đi về Việt Nam, cái Việt Nam bây giờ bán rẻ quá mới gì đó này. Nó là từ hồi Việt Nam Cộng Hòa. Không ạ? Việt Nam Cộng Hòa đó, nửa triệu người lính Mỹ tại Việt Nam và 1 triệu quân nhân dưới cờ, xa gia đình, bỏ gia đình thì làm sao mà không có sex? Đúng, làm rồi, sao đúng mà rồi. Không có sex tour, làm sao các snack bar là những nơi nghĩa là buôn bán công khai chuyện sex trung tâm hành lạc và rồi thì là cái khu mà gần Tân Sơn Nhất đó, là nhà tôi cũng ở gần Tân Sơn Nhất, là tôi thấy rằng thì là mấy cô bán snack bar là nghĩa là đều thuê mấy cái phòng đó để mang Mỹ về, và nghĩa là nó công khai và nó ấy, mà trẻ con trẻ chiếc nhìn nó mặc xi điếc nó đứng ở ngay trên lầu 3, lầu 2 ngay thuê ngay gần nhà thờ hết cả. Thành ra cái chuyện đó mình mới thấy rằng thì là mà chuyến trước tôi đã có mấy lần tôi nói rằng thì là nó kẹt cái là mấy ông Việt Nam Cộng Hòa đó là ông ấy ở một cái thế kẹt, là cái cuộc chiến nó đe dọa, và có lần tôi đã nói rằng thì là người Mỹ đó nó chơi gái không mất tiền. Cái PX của nó tức là mỗi căn cứ quân sự của Mỹ nó có một nơi bán hàng rẻ, bán hàng miễn thuế, không ạ? Và bán hàng purchasing exchange rồi đó, bán hàng miễn thuế. Chỉ dành cho quân đội Mỹ. Vâng, và do đó mà những người Mỹ đó là nó có tiêu chuẩn rằng thì là anh được mua bao nhiêu gói thuốc lá, anh được mua bao nhiêu két rượu, anh được mua gì. Tôi còn nhớ hồi đó là một cái tuyếp, tức là 10 gói Panman hay 10 gói Danin, 10 gói đó là $1 mà ở ngoài đó là bán 8.000 đồng một bao, 8.000 đồng Việt Nam, tôi không biết là. Còn thì một cái chai rượu Johnny Walker hay là Black Label, là chai rượu mà ông già đó, cái chai rượu vuông vuông đó, thì là $4. Rồi thì là nó bán mấy cái quạt Sanyo $17 và Việt Nam hồi đó là quý lắm, có Sanyo vân vân. Và tất cả những các cái cố vấn Mỹ đối với các sĩ quan Việt Nam
thì à, các sĩ quan Việt Nam cũng nhờ nó anh mua cho tôi. À, à. Thế thì à, và nó có cái kẹt thế này là cái người Mỹ à, nó bao giờ nó cũng làm, tại vì tôi lại có dính tới một cái chương trình ở ngoài xây dựng nông thôn của tôi đó, thì nó có một cái chương trình nó gọi là cái bề ngoài nó hay lắm, bề ngoài nó là nhẹ nhàng lắm, dân ý vụ. Dân ý vụ. À, đi tìm dân ý vụ thôi, thì hóa ra là cán bộ của tôi thì nghĩa là làm việc hết lòng, à, đi lấy ý kiến của dân chúng, thì là ông tỉnh trưởng này, ông sư đoàn trưởng kia, ông quận trưởng này, ông nào cũng tham nhũng hết, có bằng cớ hết ạ. À. À, tất cả cái này chưa kể rằng thì là nhũng lạm, rồi thì là hà hiếp, rồi thì là cả thành ra nó đưa cái rapport, nó đưa cái báo cáo dân ý vụ về, và nó tới nó blackmail, nó tống tiền mấy ông quận trưởng, tỉnh trưởng. Đây này, ông có bằng cớ này, ông làm bậy thế này này. À, kể cả cái câu chuyện là áp lực, à, nó đã nói tới cả một vài cái ông mà tỉnh trưởng hay là gì đó, thì nó nói mà một cái ông mà họ Mã gì đó, nó nói là thì là cái lúc mà đi di tản ông này, Mã Chân Nhân này, à, không thì tôi là cái câu chuyện là ông ấy gọi ngay đây chồng chị đi vào trong kia có cái giường, một là chị vào trong kia, hai là chị cầm cái sự vụ lệnh này để anh lên vùng hai. Tất cả những các cái nó khốn nạn của cuộc chiến nó tới mức độ nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng thì là bây giờ biết làm sao. Người Mỹ và còn cái ông tỉnh trưởng, mấy người mà tuân lệnh nó đó thì nó cho tiền, nó nói là ông túng thiếu, thôi cái tiền quân đội thế này, cái báo cáo của ông như thế này, nhưng mà có xấu thế này, thôi thì cũng là vì ông túng thiếu, tôi trả cho ông cái gấp đôi gấp ba tiền, và ông chỉ cần nghe lệnh tôi, ông chỉ cần báo cho tôi biết rằng bên phía Việt Nam nó như thế nào, cái thực trạng như thế nào, tôi đã được tường thuật là mấy cái anh cố vấn Mỹ đó, kể cả cái một trong những người cán bộ của Rand Corporation đó, một cái cơ quan CIA trá hình đó, là nó mang vào một cái vali, cái briefcase nhỏ thôi, ở trong đó là cái máy đo sự thật, có thế thôi, cái máy đó nghe thế là máy đo sự thật nó là cái gì, máy đo sự thật là 4-5 cái dây nó để vào tai, nó kẹp vào ngực, nó kẹp vào gì, và nó có một số những câu hỏi nó mang tính cách kỹ thuật, nó đưa hỏi anh sinh ngày nào, anh đẻ ngày nào, anh ở đâu, nhà anh ở chỗ này chỗ kia, vớ va vớ vẩn một cái, thế rồi nó hỏi rằng thế cái hồi mà năm bốn mấy anh di cư lên trên Thái Nguyên, anh di cư gì đó, anh nghĩ thế nào, anh có biết cô em bé quàng khăn đỏ không, gì đó, bố mẹ anh làm gì một cái, thì tự dưng anh này khựng lại, thì cái máy đó nó rung, nó chỉ biết rằng đây là ông có suy nghĩ và ông không nói đúng, cái kia ông đương nói nhịp nhàng đều gọi thế này, cái này đó ông chập chừng thì nó bảo rằng thì là đây cái vấn đề này ông có vấn đề, thôi kỳ này tôi tha cho, nhưng mà kỳ sau tôi quay lại, nếu cái chuyện này còn xảy ra nữa thì tôi không cho tiền, và tôi sẽ báo cáo lên Bộ Tổng Tham mưu tất cả những tội lỗi của ông mà cái cán bộ dân ý vụ của tôi đã thu được. Thành ra đó bây giờ đặt ở những người ở trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khổ lắm, trên đe dưới búa, và khi mà đã để cho người Mỹ nó đứng bên cạnh nó làm cố vấn, và lại còn bao nhiêu nghĩa là trước quỷ đòn ma đó thì CIA nó cũng, thưa anh Hùng là thưa bác Vương là CIA nó ghê lắm, không nó ghê lắm, mắt xanh của nó không nhỏ đâu, cho nên anh nói rằng cái cuộc
bầu cử của Mỹ và Hillary mới gì đó, nó có cả những cái sự góp công của nhiều lắm, chứ không phải rằng chỉ là gián điệp Nga đâu. Và gián điệp Nga là chính ra thì là Obama đã thấy rồi. Obama trục xuất ngay 35 nhà ngoại giao của và rồi thì cái tòa đại sứ nào chả là gián điệp. Nói thế thì nó chả có oan gì cả, cũng giống như là cái đại sứ Việt Nam tại Berlin tại gì đó mà đi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi gì đó, bà Merkel mới lại gì rồi gọi là làm coi như là nguy hiểm mà chứ, anh làm như trốn không người với gì đó chứ, vi phạm luật lệ quốc tế này, cái bà Merkel đó, cái con mụ này đó, thân nó chưa lo rõ ràng điểm nó xuống nữa chứ, nó có đương lo về cái vấn đề mà định cư bao nhiêu người với gì đó, thành ra đó mình mới nghe thấy nói về rằng thì là cái này là nghĩa là mất mặt thế giới, là chả có mất mặt gì. Tới bây giờ đó là tới giảng hòa tòa đại sứ Mỹ, tới ở Đức đó, tới Việt Nam trong cái vấn đề này là bắt đầu xuống thang, chứ còn không nói rằng xin trả ông Thanh về để mà ông ấy đã xin tị nạn với gì đó, cái trò khỉ quốc tế đó mà lại là mấy cái thằng mà nó tới nó lại phỏng vấn mấy cái Việt kiều mà ở bên Đức đó, nói rằng thì là chúng tôi bị xấu hổ, mấy thằng Việt kiều ở bên Đức đó là mấy thằng đi từ Hà Nội mấy thằng đó là buôn liên quốc gia, mấy thằng ấy làm bậy, nó là đối tượng để mà công an Đức là nó sắp hỏi tội, thì nhân vụ Trịnh Xuân Thanh này đó nó thấy nó động ổ thì nó la toáng lên và với cái vụ Trịnh Xuân Thanh hay là với nhiều vụ khác nữa thì tôi thấy rằng tình báo Việt Nam nó ngang tầm quốc tế, tôi hãnh diện về những hành động đó. Vâng, này góp ý với lại bác Cường. Lúc đó tôi sau khi mà bị thương trong giải ngũ rồi đó thì tôi về và làm việc với lại một cơ quan nó gọi là Pacific Architect Engineering. Thì lúc đó nó có 3 người Việt Nam đầu tiên được làm phó trưởng trạm cứu hỏa, đó là anh Duyên.